Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau hai ngày lưu lạc Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đó tiếc người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dịp lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, còn ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu nói với mình: còn ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa. Chị em đến đây cũng thấy vui không? Vui không? Vui. Nếu vui thì cho một tặng bắt tay thật to lên. Sáng ngày có một em nói với tôi: thưa cha, con từ mãi ở ngoài miền Bắc con vào đây, bảo con có đạo không? Bảo con không có đạo. Con mấy tuổi không có đạo, con từ miền Bắc con vào đây. Bảo đi với ai? Bảo con đi cùng mình. Mà sao con biết con có đạo thì có phải anh bạn anh em có cái máy để cho con nghe nghe có thấy hay quá con chạy tìm đường vào đây đi cùng mình và có sợ và chả sợ vì đến với Chúa mà sợ cái gì từ ngoại đạo nói vậy nói rồi con vào đây được mấy ngày con vào được một tuần rồi con chưa đến đây rồi sáng cho đến con quét dọn nhà thờ chiều đi lễ và hôm qua chủ nhật đi mấy lễ bảo con đi từ 2 giờ rồi lễ thứ nhất xong là 6 giờ con về con ăn cơm xong con đi lễ tiếp 7 giờ đến 9 giờ con mới về. Ngoại đạo, bạn trẻ ngoại đạo mà đến đây cảm nhận điều đó. Người nhà hỏi con, nó nói là người nhà hỏi con là bao giờ con về, bảo con không muốn về. Nó nói là đi vui quá, bảo đấy có gì vui không? Bảo nếu mà xét về mặt tự nhiên thì đây không có danh lam thắng cảnh nào hết. Ở đây cũng chẳng có chỗ cho mình ăn uống vui chơi gì cả. Ở đây cũng chẳng có chỗ cho mình du lịch, du ngoạn, thưởng lãm cái gì cả. Ở đây chỉ có nắng và nóng, đúng không? Ở đây chỉ có nắng và nóng thôi. Và ở đây cũng chẳng có cái gì hay ho cả. Nhưng ở đây chỉ có một điều duy nhất, đó là có lòng thương xót. Chỉ có lòng Chúa thương xót. Và chính lòng Chúa thương xót làm cho con người ta cảm thấy vui. Chính lòng Chúa thương xót được thể hiện qua những con người đến dự lễ lòng thương xót này, làm cho người ta thấy vui, người ta thấy hoan hỉ. Vì chưa tưởng tượng quay đến đây ai cũng đến lòng thương xót, nhưng mà mặt ai cũng Chúa thương xót có. Ôi, hồi đến đây mà thấy người nào cũng bệnh, rồi cũng ngừ, khóc lóc, rồi cũng rên rỉ, cũng xin thương xót thì chắc là
người ta thấy buồn lắm. Nhưng mà nó lạ cái là thấy đây có những người bỏ túi cha đầu có nhức lắm, có đứa ngồi nói chuyện bỏ con nhức đầu cũng chịu được, đi xem ói mửa mà tự nhiên đến đây chả nhức đầu chả ói mửa nữa. Đứa bỏ con ra nắng một tí con chịu không được, mà ngày hôm qua từ 2 giờ đến 5 giờ ngồi đội nắng suốt như vậy mà không sao. Thì ta thấy được rằng là vì cái gì? Vì họ đến đây họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Và khi họ đến đây họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đồng thời họ cũng tỏ lòng thương xót người khác qua ánh mắt, qua nụ cười, qua cái bắt tay, qua thái độ quan tâm, qua những cách ứng xử với nhau hết sức văn minh và lịch sự. Đấy là ta đang thực hành lòng thương xót. Và người ta nhìn anh chị em mình, có nhiều người đến đây chỉ để nhìn coi nó làm cái ăn cái gì, coi nó làm ăn làm sao chứ. Nhưng mà họ đến đây họ thấy mình chẳng làm mà cũng chẳng ăn. Và đến đây coi mày làm ăn sao, ủa sao chả thấy nó làm cái gì, chả thấy nó ăn cái gì cả, chỉ thấy nó cầu nguyện. Lạ ở chỗ đó, lạ là cái chỗ là chắc đến đây là tụi nó láo nha láo nháo, rồi nó ngồi nó chơi nó ca nó hát, rồi nó nghịch ngợm nó phán phách ồn ào giống như là cái hội chợ. Không, đến đây sáng sớm 6 giờ sáng đã thấy một nhóm các bà ngồi lần chú bên tôi chứ đồng thương xót trước đài thấy như xe nước mẹ, rồi có mấy người quỳ đây lần chú ý bên tôi rồi chú đồng thương xót là chú Chúa Giêsu, rồi có những người mà trong này đang tháo rỡ mấy cái giàn sắt mấy cái trần cái mái xuống cho nó thoáng thì không vào được thì cứ đứng ở cửa hàng nào hướng về Chúa Giêsu mắt đăm đăm tổ nguyện. Họ ngạc nhiên lắm thưa chị em, ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên lắm mà không hiểu nổi tại sao như vậy mà nét mặt ai cũng thấy hớn hở vui tươi. Và nếu vì nếu mà chị em đến đây mà mặt ai cũng sầu sầu héo héo thì nghe đây, nghe lời Chúa nói anh chị em nghe Chúa, tại vì mình đọc một bài hết từ đầu đến cuối mình không dừng lại. Chứ nếu dừng lại một câu một chữ nào đó, lời Chúa đã lắm. Đây này, nghe có đã không nhé? Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới, sách ngôn sứ Isaiah bài đọc 1. Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan. Thấy chưa? Chúa nói thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Mình vui mừng, mình hỷ hoan vì những gì chính Chúa sáng tạo. Phải, này đây ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Những người dân đến đây trở thành những người dân vui mừng vì Chúa đang sáng tạo một trời mới đất mới. Ở nơi đây một trời mới đất mới mọc lên, một trời mới đất mới mà nơi đó lòng thương xót Chúa được trang hòa. Cho nên anh chị em đến đây sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì chính những gì Chúa sáng tạo. Ngày đây ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Câu này nghe sướng lắm. Ta sẽ hoan hỷ vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng. Chúa nói Chúa hoan hỷ và vì dân Chúa mà Chúa nhảy mừng. Nãy giờ ta chỉ thấy nói Chúa bảo là dân hoan hỷ luôn mãi vui mừng. Chúa còn hoan hỷ, Chúa còn vui mừng. Nhưng Chúa còn nói thêm vì dân ta, ta sẽ hoan hỷ, ta sẽ nhảy mừng. Anh chị em đã nhảy mừng chưa? Nhảy mừng chưa? Đứng lên nhảy mừng. Mà Chúa đó, chẳng lẽ Chúa đó nhảy mừng hay là nó nhảy tưng 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 đó, Chúa nhảy mừng nhá. Mà tại sao Chúa nhảy mừng? Vì chúng ta, vì dân ta mà ta nhảy mừng. Anh chị em nghĩ coi, có một Thiên Chúa nào, có một Thiên Chúa nào mà người ta đến người ta cầu thần, người ta đến người ta ban nghỉ, người ta đến người ta ban xin mà Chúa bảo vì chúng con mà ta nhảy mừng? Có không? Là không? Đặc biệt anh chị em đến đây mà tôi, người phụ trách ở đây mà anh thấy anh chị em đến mà nhảy mừng, anh chị em đã thấy lạ rồi. Một thỏi đúng không? Trà lòng của mình mới đến đó nhỉ? Đó, biết rồi, thấy sướng mà. Mà đây, Thiên Chúa của chúng ta, mình cứ tưởng tượng là một Thiên Chúa uy nghi, một Thiên Chúa cao cả, một Thiên Chúa thánh thiện,
một Thiên Chúa đầy quyền năng, mà mình nhìn Thiên Chúa như là đôi khi nhìn như là một ông kẻ chỉ cúi đầu phụ phục và sợ sệt, kính sợ, kính bẩm, kính mưa, kính cẩn. Nhưng vừa ngước mắt lên không thấy cái điều là kính cẩn, kính bẩm, kính mưa, kính phụ gì hết. Nhưng mà một Thiên Chúa bảo, mày mới đến là con, đã đây con, vui vui vui. Từ đến đây vui vui vui, chúng con đến đây ta thấy vui vui vui, được không? Rồi bắt đầu hát, vui là vui quá. Không chỗ nào về hết. Và tôi thấy là, anh xem đâu có vậy mà. Đây người ta vui là vui quá, bên kia thư. Mới đó chỉ trong cái vui mà nó không vui à? Đây vậy, cứ chỉ những người ngồi gần mới vui và những người xa thì không vui à? Lúc được vui phải vui hết chứ nào, hai ba. Mà anh chị em đến đây mà chê rất nhiều thứ để chê lắm, phải không? Mà đến đây mà chê cũng là qua cả ơi, mà ăn qua cả ơi. Ý bà kia nóng qua đây sao mà nóng qua, ý bà kia chật qua sao mà chật qua, nhúc nhích không được. Chỗ bà kia mỏi chân quá, mỏi chân quá. Nếu mà chê thì đây có nhiều cái để mà chê lắm thưa anh chị em. Vì có nhiều người sáng ngày có một chị bên Mỹ về, hai mẹ con dắt nhau đến đây, bảo cụ 83 tuổi, chị ấy thì 50. Hay bà cụ thì bảo ngày nào cũng gặp cha, bảo sao bà nói sao vậy, tôi với bà lần đầu tiên mà gặp nhau đây, bà nói ngày nào cũng gặp bà là sao? Bảo không, ngày nào cũng gặp cha, gặp ở đâu? Trên mạng, ngày nào còn theo dõi cha, ngày nào còn theo dõi cha trên mạng. Thế thì bảo vậy con muốn mua nhà thờ để con viếng Chúa, tại vì con coi trên mạng thấy nhà thờ rồi cũng mua nhà thờ viếng Chúa, nhưng mở cửa vào vô đây hai mẹ con nhìn sao bảo quý cha còn nhà thờ chính ở đâu quý cha? Đây có làm cái gì, có chính biết phụ cho mỗi cái này thôi, mà bảo sao nó coi trên mạng thấy nó to lắm mà. Đây là hình ảnh nó chiếu từ sáng nó chiếu tới rồi, thực sự chúng tôi chỉ có một cái này thôi, đây là chính rồi, không có cái nào khác hết. Còn vậy thì rồi có nhìn thấy người ta đông lúc người ta đứng ở đâu thì đó chỉ có chỗ nào có đất là người ta đứng, là chỗ nào có đất là đứng, là chỗ nào có đất là đứng. Bỏ ơi, vậy cha có nghĩ là có một chị khác bảo, vậy cha có nghĩ là mình mua một cái đất mới ở đâu rồi xây cái nhà thờ to mới? Tôi nói Chúa có chọn hay không mới là điều quan trọng. Chúa chọn cái nơi nào, nơi nào Chúa chọn Jerusalem và Bethlehem, Chúa chọn nơi nào để sinh ra? Jerusalem, thành Jerusalem vĩ đại, lộng lẫy, nguy nga với Bethlehem, mắn cỏ Bethlehem nghèo hèn. Chúa chọn Bethlehem hay Jerusalem? Bethlehem. Rồi với đồi Golgotha, cái núi sọ, Chúa chọn để dâng lễ lên Thiên Chúa Cha. Chúa chọn dâng lễ ở núi sọ hay là ở núi Mạn Đà? Hay là ở cái núi Bạch Tuyết? Đây là cái núi Hy Mã Lạp Sơn, ở núi mà thật nhiều người đến để mà đi du lịch thử mặt không? Chúa chọn núi nào? Núi Sọ là cái nơi mà ôi trời ơi, chỉ để treo xác người chết mà thôi. Thế thì Thiên Chúa chọn nơi nào, đó là quyền của Chúa. Và Chúa chỉ chọn những cái nơi mà con người ta nghèo khổ, nơi khó khăn, nơi hẻo lánh. Chúa chọn những người đó giống như Đức Mẹ đã chọn hiện ra ở Fatima. Năm xưa trên cây sồi là Fatima xa xôi. Thế nhưng chứ có phải năm xưa trên cây sồi là Fatima hoan lệ không? Không. Nhưng mà là Fatima xa xôi, là vùng xa, vùng sâu, vùng sâu, vùng xa. Thì Chúa chọn, Đức Mẹ cũng chọn như thế. Thánh ý của Thiên Chúa là cho người ta cảm nhận được rằng trong cái chốn mà tưởng rằng không có sự sống, như chị em nhìn lên cái đất hoang khô cằn này thì bỗng nảy lên một cái mầm sống. Anh chị em thấy không? Thấy cái mầm sống ở đây không? Thì cái mầm sống này là cái niềm vui mà Thiên Chúa hỉ hoan nhảy mừng. Đất
khô vẫn là đất khô, cát vẫn là cát, sỏi vẫn là sỏi, nắng vẫn là nắng, nóng vẫn là nóng. Nhưng khi có lòng thương xót Chúa ở đó, khi có ân sủng lòng thương xót Chúa ở đó, như mưa, như sức sống đem xuống làm cho giữa đất khô cằn ấy nảy mầm lên sự sống. Anh chị em để ý thấy chuyện đó. Và khi mình cảm nhận được cái điều đó thì mình thấy rằng Chúa vì dân ta mà ta hỉ hoan nhảy mừng. Tôi cứ đọc cái câu đó, Chúa dễ thương quá đấy. Chúa vì chúng con, mà chúng con có ra cái gì đâu. Đứa thì tội lỗi, đứa thì yếu đuối, đứa thì bệnh hoạn, đứa thì thời kỳ cuối, đứa thì là hiếm muộn, đứa thì ngồi xa lăng, rồi đứa thì ngồi ghế liệt. Toàn những cái gì đâu không. Vậy mà Chúa bảo vì con mà ta nhảy mừng, nó còn thấy không? Con ngồi xa lăng, con không nhảy được thì ai không nhảy? Thế thì chắc sướng, thế vui không? Ta đọc kinh thánh, ta phải cảm nhận được cái điều đó cơ. Cảm nhận được là lời Chúa là lời hằng sống, chứ không phải lời đó là lời của chuyện xa xưa. Có nhiều người đọc kinh thánh bảo ô đó là thời xưa, thời ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa, còn ngày nãy, ngày nay, không có xưa với nay gì cả. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Không phải là Chúa Giêsu của ngày hôm qua, là Chúa Giêsu của quá khứ, của lịch sử. Chúa làm rồi, bây giờ Chúa nghỉ ngơi, Chúa ngồi chơi siêu nước thôi. Còn bây giờ là không còn Chúa đó nữa. Có nhiều vị mà dám tuyên bố như vậy với người chưa? Một người mà đi loan báo tin mừng mà lại tuyên bố như thế, và đó là chuyện của ngày xưa, bây giờ không có. Về chuyện là bây giờ là sao có chuyện xảy ra, những phép lạ, những sự lạ. Hơi tin thì phép lạ, hơi tin sự lạ. Cái hiện diện của chúng ta ở đây có là phải là sự lạ không? Có không? Sự hiện diện của anh chị đông như vậy có phải là một sự lạ không? Đó có phải là một phép lạ hay không? Nếu mà không làm sao người ta đến, nếu mà không làm sao người ta đi, nếu mà không làm sao người ta chịu đựng nắng mưa rồi nắng nóng rồi chật chội ở bước này mà vui thì là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê hết, chê quá trời. Nhà thì mình tí xíu rồi chật quá là liều mấy cái à, chỗ thì cũng có chỗ nghỉ chân à, đủ thứ để mà chê. À, nhưng mà vì vui, khi Chúa vui thích ở giữa dân người, khi Chúa vui mừng nhảy nhót ở giữa chúng ta, cho nên tất cả những cái đau khổ, tất cả những giọt nước mắt, tất cả những buồn phiền nó trở thành niềm vui, giống như hai người yêu nhau. Nếu mà anh hoặc chị hoặc ông hoặc bà một mình mà sống ở trong lâu đài, mà nếu mà không có tình ái thì nó có còn là lâu đài tình ái không? Không, nó sẽ trở thành ngục tù. Mặc dù ở giữa một cái lâu đài đồ pha lê, đồ bằng vàng, rồi tất cả có đủ sân bơi, rồi sân cầu lông, rồi có máy bay trực thăng, rồi người hầu, người hạ đầy hết. Nhưng mà nó không có người yêu mình, không có người mình yêu, mà không có ai để mà hát rằng anh sẽ vì em làm thời tình. Anh sẽ có mấy cái lâu đài nữa. Cái gì? Mấy câu thì sao nữa? Nghĩa, chuyện tình mình chưa nghe vừa ý. Vừa tình thân. Vừa tài bán tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi đâu đây tình ai đó chắc không có trên trần gian. Có đây là lâu đài tình ái thì không có, đúng không? Đây không phải lâu đài tình ái đâu, tại vì ở đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời. Ở đâu có tình yêu thương thì đó là lâu đài tình ái, chứ còn cái gì nữa mà còn phải chờ. Cái lâu đài hoa lệ sang trọng như tôi nói rồi, ở cái lâu đài hoa lệ sang trọng mà không có tình yêu, không có lòng thương xót thì nó là ngục tù trần gian, chứ không phải là lâu đài. Thấy không ạ? Còn ở đâu mà có tình yêu thì ở đó có Đức Chúa Trời,
Và ở đó có sự hiện diện của Chúa, hiện diện của anh chị em mình, hiện diện của một Thiên Chúa vui mừng nhảy nhót ở giữa dân người, thì đó chính là lâu đài tình ái. Anh chị em đến đây phải thấy như vậy, cảm nhận được cái điều đó cơ, thì mình thấy ồ, con nắng thì có là gì, nóng thì có ba sao đâu, mưa thì có nghĩa lý gì, rồi đói khát quá ăn thua gì, nghĩa là có tình yêu, nghĩa là có lòng thương xót. Nghe đã không? Đã không? Ai nói? Trả lời nói bao giờ vậy? Ai nói? Chúa nói, đọc lại cho mà nghe, cứ đổ cho tôi nói không, chết tôi rồi. Lời của Đức Chúa phán như sau: vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng, nơi đây sẽ không còn nghe tiếng than khóc kêu la. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được hái trái. Thấy chưa? Chúa nói mà vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng, ta sẽ nhảy nhót và không còn tiếng than khóc kêu la nữa. Ở đây chị em đến, thực sự có những người khóc la ầm ĩ lên, lúc mà đặt tay cầu nguyện xong thì nó mềm nhũn ra rồi nó không còn hét la nữa. Giống như hôm qua có một cô nào đó hét ầm ĩ lên, những anh người mình chị em cứ rối đến a ra chạy, nó xảo chạy nó để tiến lên đây rồi Chúa sẽ trị nó cho nó hết mà có gì đâu. Lên rồi để đến thánh đặt tay cầu nguyện rồi tôi mệt nhũn ra rồi cười nhì đi về, nó có sao đâu. Hôm qua đè ra cọc gió, cọc gió cái gì, cái con ma thì mà cọc gió cái gì, ma nó sợ cọc gió rồi mà cạc làm cái gì, đè ra cọc gió làm cái gì không biết nữa. Chúng ta thấy là nơi đâu mà có Thiên Chúa thì cũng có ma quỷ nó quấy phá, ma quỷ nó lượn xung quanh, nó rình quay, nào mà không bám chặt với Chúa là nó trộm đi dịch ra khỏi lòng thương xót Chúa. Nó điên lắm rồi, nó điên tiết lên, nó gầm gừ lên, nó bảo đứa nào mà không để ý, mà đứa nào mấy là nó bắt đầu nó cám dỗ, nó rủ lên, nó lôi kéo hết. Cho nên có những người đã bị lôi kéo ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Thay vì giờ đi lễ thì ra ngoài quán ngồi chơi, thay vì giờ đi lễ thì vô trong võng nằm nghỉ, ma quỷ nó lôi nó kéo chứ đâu phải không. Tên chị em nó ghê lắm mà, quỷ nó ghê lắm mà nha, chứ đâu phải cứ chọc gió là hết đâu. Chúng ta thấy và trong bài tin mừng ngày hôm nay mình thấy rõ ràng một điều là cái gì. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã bị dịp lễ. Dân đón tiếp Chúa vì được chứng kiến những gì Chúa làm trong dịp lễ, bởi họ cũng đã đi dịp lễ. Anh chị mình có đi lễ không? Có dịp lễ không? Dịp lễ hay xem lễ? Dịp lễ hay là nghe lễ? Đi dịp lễ, chúng ta đến đi dịp lễ và cũng chứng kiến được những gì Chúa làm tại đây. Cho nên chúng ta hoan hỉ mà đón tiếp Chúa, và Chúa cũng hoan hỉ nhảy mừng với chúng ta. Đã kể đến và người đón đều hoan hỉ, dân chúng đón tiếp Chúa vì thấy những gì Chúa làm, vì họ đến họ dự lễ, họ thấy những gì Chúa làm, họ đón tiếp Chúa. Ở đây anh chị em mình cũng đến dự lễ và thấy được những gì Chúa làm qua những chứng nhân, qua sự hiện diện của anh chị em đây, qua những người mà cầu nguyện sốt sáng ở đây. Và Chúa cũng hoan hỉ vì thấy ta đón tiếp Chúa. Hai cái người ở bên lúc nãy nói, trời ơi, con thấy một cái điều lạ. Lạ sao? Là ở đây người ta hoan hỉ, người ta đón tiếp Chúa. Còn bên con, chúng con đi loan báo tin mừng mà chẳng ai muốn đón tiếp. Con phải đi tìm người ta, đi từng chỗ này, chỗ kia, đem tin mừng đến mà người ta không chẳng đón. Còn ở đây, người ta cứ đến ào ào đến đây mà người ta đón nhận tin mừng của Chúa. Đó là một cái điều mà từ nước ngoài về con thấy lạ vô cùng. Có người biết lúc hôm đêm qua nhắn tin cho tôi, trời con không thấy được đâu mà thấy lễ Chủ nhật mà đông như này, thì chiều hôm qua lễ Chủ nhật tại giáo điểm thì mình con qua trên YouTube con thấy đông quá. Tôi nói
đó, người ta hoan hỉ đón tiếp Chúa, người ta lắc lộ, người ta đến với Chúa, người ta chấp nhận mọi mưa nắng thử thách, thiếu thốn mọi phương tiện để ta đến với Chúa. Và như thế thì Chúa cũng hoan hỉ mà ban phát ơn lành cho người ta. Thế thôi, anh em mình không đón tiếp người ta làm sao người ta cho mình ăn cơm, phải không? Mình đón tiếp người ta rồi muốn xin cái gì thì ta mới cho. Anh chị em mình đón tiếp Chúa, mở lòng ra với Chúa. Anh chị em mình đón tiếp Chúa bằng cách là đón tiếp nhau, quay sang bắt tay nhau cái gì, đón tiếp Chúa, bắt tay đi, bắt tay nhau đi, đón tiếp nhau đi. Thì mình đón tiếp người khác là đón tiếp Chúa. Dân chúng tại Jerusalem hoan hỉ đón tiếp Chúa vì thấy điều Chúa làm, người ta sẽ thấy rằng quá là cái số lạ thật. Đến chúng như gia đình cũng chẳng thấy ai là buồn mình, chẳng thấy ai là cô đơn, chẳng thấy ai là co ro, chẳng thấy ai là bơ vơ. Người ta thấy đến, à phải không, à vui không, à đẹp không, à đó, anh chị mình đến đây phải tay bắt mặt mừng, phải giống như người dân đón hoan hỉ đón tiếp Chúa. Mà hoan hỉ đón tiếp Chúa tức là hoan hỉ đón tiếp nhau. Mà hoan hỉ đón tiếp nhau thì chí bỏ làm người. Họ có cái gì? Ở đây có cái gì thiếu sót? Những người phục vụ có cái gì thiếu sót? Anh chị em cũng xí xóa chí bỏ làm người. Ở đây chúng tôi có hát mà nó không hay. Anh chị em cũng chí bỏ làm người. Hát hay không bằng hay hát. Hát hay không bằng hay hát. Hát tân hoan, hát tân tân, hát những lời tân 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 đó. Với họ bây giờ nó có sao vậy? Biết sao giờ nó có sao thì xài như vậy, chứ biết sao giờ ai chẳng phải một cái đoàn hùng hậu, ai chẳng phải một cái đoàn mặc áo đao máu kinh đai gì đó, cái áo mà trông như áo của mấy người đi đọc sách thánh mà áo anh ba đó. Ai chẳng thích như vậy, nhưng mà Chúa bảo không, như vậy ta lại thích hơn thì sao? Chúa hoan hỉ ở giữa trên người cơ mà, Chúa hoan hỉ như vậy. Cho nên cái quan trọng là mình phục vụ với cái tinh thần yêu thương, với cái tinh thần vui mừng. Đừng làm vì trách nhiệm, vì bổn phận phải làm. Nếu mà anh chị em làm vì trách nhiệm, vì bổn phận ta phải làm, thì điều đó ta trở thành nô lệ. Làm mà không có tình yêu cũng chán lắm. Giống như lâu đài mà không có tình yêu thì lâu đài nó thành ngục, thành là cái ngục tù. Anh chị em đến đây cũng vậy, hoàn toàn vì tình yêu phải không? Tự nguyện phải không? Tự giác phải không? Anh chị em đến đây chứ không ai ép anh chị em đến đâu. Vậy thì những người phục vụ cũng vậy, từ người đàn, người hát, người đọc sách thánh, người trật tự, người vệ sinh, ai cũng vậy, hoàn toàn làm đừng vì bổn phận phải làm, mà làm vì tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi làm chuyện đó. Khi tôi làm thì tình yêu khác lắm người chị em. Và nếu tôi làm chỉ vì bổn phận, càng bây giờ làm càng hết giờ ra về như một công chức, mà Đức Giáo Hoàng nói rằng tất cả các linh mục tu sĩ đừng làm như những công chức, đừng làm như những người làm ở công sở, đừng làm như những người đi lãnh lương, mà phải làm như là một người tôi tớ phục vụ anh chị em mình với hết cả tình yêu, không kể giờ giấc, không kể thời phát biểu là thế này, là thế này, là thế này, 5 giờ tôi đến, là 5 giờ tôi đến, 6 giờ tôi về, là 6 giờ tôi về. Có phải là công chức không? Nhưng mà bỏ dẹp cái thái độ công chức đó đi. Đừng thay đổi quá nhiều công chức như vậy, mà phục vụ là phải phục vụ tình yêu, làm cho nó vì cái công việc ta làm là phục vụ Thiên Chúa qua anh em mình. Chứ đừng có làm thôi, trên nói tôi xuống tôi làm thì tôi làm xong hết, bây giờ tôi về sao cho Long bảo là tôi quét thì tôi quét, cho Long không bỏ thôi tôi không quét. Vậy thì hèn hạ quá, còn nghĩa lý gì nữa đâu. Mà tôi làm có Chúa biết cho tôi, Chúa hoan hỉ với tôi là được rồi. Vì thế mà người dân hoan hỉ đó biết Chúa và thấy cái điều Chúa làm ở đây, thì anh chị em mình đến đây cũng vậy, cũng hoan hỉ đón tiếp nhau, hoan hỉ phục vụ nhau, hoan hỉ làm với tất cả trái tim của mình. Và Chúa nói với Đức Faustina rằng ta đánh giá công việc của con không phải thành quả con làm, không phải thành quả con làm, nhưng là do những vất vả con phải chịu và tình yêu của con khi đặt vào công việc đó. Vào công việc đó có tình yêu hay không, điều đó mới là điều quan trọng.
có hết lòng hết sức hay không, hay chỉ làm cho nó xong bổn phận, cho hết giờ hết việc rồi đi về, kệ nó có làm gì thì làm, xong chết kệ mày, mày muốn ra sao ra kệ mày, tao cần biết hết giờ tao đi về, không có. Nhưng nhớ người chiêm đến đây chiêm mình cũng vậy, người đen cái lấy sau chuyện chiêm về bình an, thì không hay đáp lại. Và tôi phải nhận định hay là tạ ơn Chúa xong chả ai về, ai cũng lưu luyến, ai cũng còn một chút gì, à còn một chút gì để nhớ để thương về, còn cái gì lưu luyến, còn cái gì pin dịp, người ơi người ở đừng về đó. Thì như vậy nghe ra về cứ từ tôi phải cái ào lấy xong chưa chưa được ngày mày qua tạ ơn Chúa lấy xong rồi không. Chừng thì tì quá, tôi phải tì quá. Rất nhiều người như vậy, mạnh quá lễ xong rồi mà đi về. Tập hát đúng 9 giờ hết rồi, hát rồi đi về. Ráng 5 phút nữa hát được không, cho nó hay hơn tí được không? Ráng đi sớm tí để chuẩn bị cho nó tốt hơn được không? Tại sao mà cứ phải cứ cứ ghét như thế được? Đi tập về lễ lý cũng vậy, rồi đi quét nhà thờ cũng vậy, rồi đi trật tự cũng vậy, đi coi xe cũng vậy. Ráng đi xíu nữa đi. Thế đâu phải cứ cứ ghét là phải như vậy, cứ ghét là phải như vậy. Vì mình làm trong tình yêu mà đặt hết sức vào đó. Cho nên Chúa bảo rằng ta đánh giá là do vất vả của con và tình yêu của con khi đặt mình vào công việc đó. Chứ không phải là do khả năng của con, chứ không phải do thành quả của con. Khả năng Chúa ban cho mỗi người khác nhau. Ta không thể so sánh người này với người kia được. Thế mà, nhưng Chúa bảo tình yêu của con đặt vào công việc đó như thế nào, đó mới là vấn đề. Chứ không phải khả năng của con hay là công sức của con, nhưng mà hy sinh cái vất vả của con khi đặt vào công việc đó. Có hy sinh đâu, có vất vả không, hay chỉ làm theo kiểu công chức thôi. Thế mà, khi chị em chẳng những việc quét nhà thờ chẳng hạn, cùng quét xong mình kia lại cho nó thẳng thắn lại, sắp xếp mọi sự nó ngăn nắp lại, nó có phải cứ phải nhắc nó mới làm, nó phải cứ bảo mới làm, tức mình phải thấy cái đó chứ, mình phải thấy cái đó mình làm chứ. Chứ phải cứ ô ô cái việc đó của ông cha, việc đó của cha, cái gì của cha ta chết mất. Thế mà không, cái này là của Chúa, cái này là của anh chị em, chẳng có cái gì của tôi cả. Tôi chỉ là thằng khô rách áo đồ, tôi chỉ là thằng tội lỗi, bần hàn tứ cố vô thần đến đây, cũng như anh chị em thôi. Tất cả là của Chúa, và của Chúa cũng là của mọi người hết tất cả. Đây, mời anh chị em thấy cái tấm gương của cái ông đại đội trưởng không? Khi mà ông đến ông xin, khi mà ông đến ông xin Chúa, ông bảo thưa thầy, xin thầy cứu anh. Đây, ông có cần thấy cái đứa con đấy không? Không nhé, nhớ. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua, sĩ quan cận vệ của nhà vua là ghê lắm đó nhỉ, oai lắm đó nhỉ. Ngoài bên cạnh nhà vua ra cái người mà có thế giá, có quyền lực là sĩ quan cận vệ đó nha, chứ không phải là người lơ mơ đó nha. Nhưng mà chính ông ấy đích thân phải đến. Sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Anh xem nhiều người đến đây cũng vậy. Viết thư khấn cầu nguyện cho bố, cho mẹ, cho ông, cho anh, cho chị. Đấy, chúng ta làm cái công việc đó. Làm công việc của sĩ quan cận vệ này. Đích thân con đến, con xin cho bố con. Tôi thấy có những anh thanh niên rất dễ thương. Hai thanh niên đến, 10 giờ đêm đến gõ cửa trai, cái cầu cho mẹ con đang nằm ở thương, đem đi cấp cứu ở bệnh viện chờ đấy. Hai anh em con từ bệnh viện chờ đấy chạy về đây, tìm mãi đến đây 10 giờ đêm cho thông cảm. Hai anh thanh niên rất là dễ thương. Đấy. Rồi có những người khác từ miền Bắc vô đây chơi con, cầu cho mẹ con đang nằm ở ngoài miền Bắc. Rồi có những người từ Mỹ vào về đây cha sẽ cầu nguyện cho con của con nó xì ke mà đi hoang, nó bỏ nhà đi hoang thôi. Đấy, thưa chị em, đó là cái điều mà trong bài tin mừng này cái ông sĩ quan cận vệ của nhà vua cũng làm mà. Chứ này chị em mình đến đây đâu phải chỉ cầu nguyện cho bản thân mình, mà mình cầu nguyện cho những người thân yêu của mình có chứ. Ở đây ông sĩ quan cận vệ ông cầu cho anh, cho thằng con của ông ấy nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điển thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Các ông mà không thấy dấu lạ điển thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Anh chị em mình đến đây cũng có một số người tôi đã tin, ngờ ngợ, nghe, xem, ngờ ngợ không có tin. Nhưng mà
đến đây Chúa đã cho chị em thấy những cái dấu lạ, thấy những điều nhiên, thì chúng ta đi đâu? Đi đâu? Đi. Thì yếu vậy, tin không? Đi. Nó phải rung như lên, phải mạnh lên, lòng tin của ta phải rung chuyển cả đất trời, cho cả thế giới này biết được rằng là chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã nghe và chúng tôi đã rồi thử coi đây nè. Cho anh chị em toàn thể tốt thấy nghe của các tin hay không nhé. Mời ông lên đây. Ông có làm cho người ta tin được hay không? Ông thử coi nhé. Thử ông coi tại sao nhé. Rồi ông tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi? Con tên là Phêrô Phạm Quang Diện, 71 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng. Ông 71 tuổi tỉnh Lâm Đồng. Ông đã được ơn gì của Chúa? Ông có tin vào Chúa chưa, hay là sau một thời gian rồi ông mới tin vào Chúa, bỏ Chúa, hay là theo Chúa như thế nào? Nói cho mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, con là bỏ đạo, có đạo vợ con bỏ đạo 35 năm, sau đó là có nhiều cái ơn và cho nên có cái tin thì quay lại. Thì ông là đạo gốc hay là đạo theo? Con đạo gốc. Đạo gốc 70 tuổi mà bỏ đạo 35 năm. Con bỏ 35 năm. Nhưng mà sau khi là được cái vấn đề kỳ ớt thời gian này, kỳ ớt thời gian này con bị bệnh tâm thần, là bỏ bệnh viện là đi 6 tháng, rồi vỡ đoán, rồi các người nhà đi tìm được, rồi có người ba con là bà cố, bà nó hỏi vợ con là trống tuổi nó có đông đau không, vợ con là có nắm đắm hôi cái đó, rồi đến cho bà khẩn, thì sau đó tìm được, thì chưa cái chỗ đó con đi tìm. Đó là một cái ơn. Đầu tiên là ơn tâm thần. Rồi, thứ hai. Ơn thứ hai là vô cùng lớn. Có như phải nói là vì chưa có Phật đó con bị theo đuổi là đâu chuyện con. Là có như 14 năm nay con xảy ra là 14 vụ kiện, mà tất cả là họ là gây đến cho con, cho con là được đơn, họ là bị đơn. Thì họ đã giải quyết được vài vụ, phải vụ thì con thẳng kiện cả bảy, thì nhiều người bị kỷ luật, rồi nghỉ việc, rồi là xuống chức, nhưng còn phải vụ nữa thì nhất khoảng là con phải thẳng 100%, cho nên là họ cũng chăm sóc vì hành liên quan nhiều cơ quan từ tỉnh đến huyện đến xã. Rồi bây giờ thì nó đã trải qua được cái thử thách đó chưa? Dạ, thì trả hồi lại. Tất cả những vụ đó về đã giải quyết xong hết chưa? Giải quyết được bài vụ, con bài vụ nữa thì giải quyết, mất mà giải quyết thì có lẽ thẳng thôi cho nên. Rồi, ơn thứ ba. Ơn thứ ba. Ơn thứ ba, thì là có nói thật về trả vào cộng đoàn. Có gì người ngay thẳng, có nơi thật nó đúng thôi. Chứ mà con muốn một quán cường nào cũng được. Thì có nói là ra gọi như cái năm 16 của quá là gọi như là họ đến quán. Không, bây giờ ông kể cái ơn mới nhất bài được nên lòng thi sức của Chúa thôi, còn chuyện bên ngoài không, mình không có nói tới chuyện đó của thế gian, để cho thế gian, của si gia trả cho si gia, của Chúa trả cho Chúa. Những cái biến cố đó mình đã nghĩ được rồi. Bây giờ cái nào mà làm cho quay về với Chúa sau 35 năm bỏ Chúa, điều đó là điều quan trọng. Thì 35 năm bỏ Chúa, bây giờ có được nhiều ấn quả, kiểu là kiểu con hàng chục lần thì khỏi chết, và nhiều bằng chứng là họ muốn bỏ con bỏ tù, nhưng mà không được. Thì giờ là cái ơn á, con muốn trả ơn Chúa là con cách đây nửa tháng con đã là quyết tâm đi là đi các nơi tìm những nơi bạn bè và đến bán là đi bán là mua bao nhiêu bán là dọn bao nhiêu của những người con chó nữa, gọi là con đi truyền đạo hãy đi cho Chúa. Giống như là Phaolô sau khi ngã ngựa và quay trở lại thì hăng hái đi loan truyền tin mừng cho dân ngoại. Người em của chúng ta 71 tuổi, 35 năm bỏ Chúa, sau những biến cố chết đi sống lại, sau những thăng trầm của cuộc sống, sau khi bị người ta hãm hại đủ thứ hết, và cuối cùng thì công lý đã thắng, cuối cùng sự thật đã thắng, cuối cùng thì Chúa đã giải thoát anh em này khỏi bị biết bao nhiêu những cái oan thiên oan trái. Và từ đó thì anh ấy đã quay trở về. Từ đó người ông già 71 tuổi đã quay trở về. Và có phải là ông đã đem những cái máy làm trở về giảng lòng Chúa thương xót là gì để loan truyền cho mọi người hay không? Con là đặt cụ
cũng cho người ta thì người ta nhưng cũng được kiếm trên nào làm á thì họ phải là còn là đi một đợt đến cái đợt đến 6 người đợt này đi 17 người nữa 13 người còn cả nhà hôm nay là còn bắt con phải đi cả nhà con thẳng đi hết đấy luôn à, là vì con có khỏi lương tính con mới làm được như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng là có lòng tin mới làm được như vậy. Nếu mình đem cái này đi mà mình không tin, nói thì ai nghe? Hỏi ông nghe chưa? Nghe rồi, ông tin không? Không tin thì còn ăn thua gì nữa, thưa anh chị em. Rõ ràng, trên đúng phải có lòng tin thì mới làm được như vậy. Cái người đại đội trưởng, chú bảo ông về đi, con đâu được khỏi đó. Chú, mà biết nó đã khỏi chưa? Thì ông về đi, con đâu cũng được khỏi đó. Ông đã có nghe người ta báo gì cho ông chưa? Chưa, mà nó có điện thoại di động không? Nhưng mà có điện thoại di động thế nào cũng gọi. Ê, nó khỏi chưa, nó khỏi chưa hết chứ. Mà nó có điện thoại di động, đâu cách nào được. Ông phải đi về thôi. Phải đi về thôi chứ không cách nào được. Ông tin thì ông đi về thì con ông được khỏi. Ông ấy không tin, ông có phải về không? Tin hay không tin, ông có phải về không? Chứ không ở đấy mãi à? Anh chưa đến đời có về không? Mà anh Trâm quan trọng là tin hay không tin. Nếu anh Trâm tin, anh Trâm về thì anh Trâm được khỏi. Còn nếu mà không tin thì cũng phải đi về. Chứ nghĩa là đi ngoại, phải không? Thì quan trọng là ông ấy dám tin điều đó. Và khi tin điều đó và ông ấy đi về, ông hỏi con của ông đã được khỏi vào giờ nào, thì chính người nhà báo cho biết là vào cái giờ mà đó đúng lúc Đức Giêsu nói ông về đi con ông khỏi ở đó, thì đúng vào cái giờ đó cái đứa đó đã được khỏi. Nó thì lạ lùng ở chỗ đó. Bây giờ mình có điện thoại di động có thể hỏi coi cứ dễ, còn người sĩ là thì có phải đi về thôi, và lòng tin mới cứu chữa con của ông ấy. Rồi ông ra về và tiếp tục đi loan truyền lòng thương cho Chúa cho mọi người. Không biết theo các chùa con sẽ đi truyền đạo bắt đầu từ ngày cái đêm luôn rồi người chị là con. Dạ thưa cha, con Maria Thị Thắm ở Phong Tháo ở ngoài Bắc, mà con đi lưu lạc, con đi siêu bạc tứ xứ tứ phương, con về Bà Điểm Vĩnh Ngọc con lấy chồng. Xong rồi con đi Bà Điểm. Con được ơn gì của Chúa ban tắt cho mọi người thấy. Ban tắt một đời mới nhất thật đến lòng của Chúa rồi. Dạ. Thưa cha là mới từ 5 năm nay đây nè. Con gái con là con gái 20 tuổi mà bị quá trời bệnh luôn, mà theo như nhà giàu đó là đưa đi thành phố, mà nhà con nghèo lắm, con không có tiền. 4 năm mẹ con sống với nhau mà ai bà con cũng bảo đưa đi thành phố đi. Con bảo con để tín thác vào Chúa rồi chứ. Nửa đêm 12 giờ đêm con nhắn tin cho cha, con bảo con biết giờ này con nằm thiền giấc ngủ với cha. Thế cha thông cảm, cha cầu nguyện cho con của con. Thì con nằm bệnh viện 10 ngày thì hết bệnh, thì con cảm ơn cha. Thì xong rồi con gái con bị bệnh viêm u nang buồng trứng và xuất huyết nang, rồi bị xoắn ruột, thì bệnh viện nói là bị ruột thừa đòi mổ. Con bảo chứ vậy thì bây giờ đã 100% chưa mà mổ, cái bệnh viện là 50-50. Con mới bảo con gái con là bây giờ đòi siêu âm nặng 100% mổ, thì bây giờ 50 thì mổ ra cái ông mới chết thì làm sao. Về sau này con gái con mới bảo siêu âm nặng thì con là xoắn ruột, rồi lại bị viêm tủy nữa đó. Cho nên con gái mà quá trời thứ bệnh như vậy thì không biết sao mà sống. Thì 11 ngày giờ đây con cũng nên ngửa mặt Chúa ở bàn thờ nhà con khóc lóc, con cầu xin Chúa lo nhiều cho con, chứ con nghèo lắm, con không biết cái gì con lo cho con. Rồi một nơi thứ hai nữa, dạ cháu con khỏi rồi, nằm bệnh viện 10 ngày về khỏi rồi cha. Rồi một nơi thứ hai nữa là con gái con năm nay là 11 tuổi, mà đi hết các bệnh viện di động của bệnh viện ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều bệnh viện, các bác sĩ tư cũng bảo là không có bệnh gì hết, rồi cứ bảo là cháu nó không có sao hết. Mà về thì
cứ là ngồi đông thì cứ ngủ gật ngủ gù vậy này, xong rồi ngồi đông là ngủ đấy, mà đặt xuống thì lên công công dậy xong la làng sẵn sàng sẵn đến khóc, rồi cứ mấy tháng trời mà còn lo quá, còn biết sao thì đến lúc chứ có hoài cũng không hết, con mới đi xin nước phép về cho con cho nó uống, rồi con đưa đi dân cho đích mẹ ở đài Văn Ơn Phước Tỉnh á. Vậy là về là con lấy hết thì con cũng được nhiều ơn lắm, mà con nghèo cũng ai nghèo khổ bằng, nhưng mà con cũng cứ nhờ ơn Chúa lo nhiều cho con. Con cách đây 8 tháng là con bị bên này là 5 cục bíu, bên này là 3 cục bíu. Bên nào? Dạ, dạ bên trái là 5 cục bíu, bên phần ngực của con ấy. Bên phải con là 3 cục bíu, bên kia 4 bíu nè. Vẽ chạy chạy từ ngực con vào xong, đưa cây cái toa thuốc là 3 tháng là 1 triệu mấy. Con bảo con không có tiền, con mua 1 triệu mấy. Con mua con nửa toa đâu, thế con về con muốn con bớt. Sau con cứ bảo đi tái khám lại, con bảo hết đau rồi không khám được. Để từ bữa giờ con nghĩ là mẹ đi khám đi lỡ ung thư thì sao, con bảo không, hết đau rồi Chúa cứu chữa mẹ rồi, mẹ không phải nữa tiền đâu mà đi khám, bên này Chúa chữa nặng con rồi. Thì con nếu mà con kể ra thì thôi. Rồi cho tặng lời cho máy để cho đến con thì con được Chúa chữa lành. À rồi cho con hai máy. Con năm nay 64 tuổi, con ở giáo họ Vinh Sơn, giáo sư Nam Cát, giáo phận Bà Rịa. Con đã được nghe là lòng thương xót Chúa và cộng đoàn dân Chúa ở nơi giáo đình Tin Mừng đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Chúa đã thương xót chữa cho con được khỏi hai căn bệnh hiểm nghèo. Một là viêm xoang sàng, hai là viêm đa khớp mà con đã điều trị là hơn 3 năm nay. Mà con đến đây có một lần là con được, mà hôm nay con đến đây là lần thứ 7. Thì rất nhiều lần con rất cơ bản nên để chia sẻ với công đoàn, nhưng mà đông quá thì hôm nay con mới được lên chia sẻ như vậy. Còn vợ con là ma. Còn nơi thứ hai là vợ con là Maria Nguyễn Thị Tìm, năm nay 62 tuổi. Hôm nay vợ con cũng đến cùng giáo điểm Tin Mừng về cầu nguyện cho con. Lấy vợ lên, bố mình thư chú trà luôn. Và nó dắt vợ lên không, nó dắt vợ lên đã. Con 64 là vừa con
62 tuổi. Dạ, để con nói đâu, vợ con thì cũng chưa biết cần với những chỗ đông người để nói chứ không làm được thì con nói. Dạ, con nói thay vợ con. Thì vợ con cách đây là 11 năm, thì năm 2001 là cái bệnh tim là thoái hóa động mạch chủ và coi như là bị hở van ba lá và lớn tim. Thì con đã đưa vợ con lên bệnh viện 115 và bệnh viện 75. Thì các bác sĩ nói là cái tim này không mổ được, nếu mổ ra là chết. Rồi các bác sĩ chỉ cho con rút về để bốn cầm cự vậy thôi. Sau đó là cũng 2011 thì đơn lẻ một, thì coi như là con này đưa vợ con đi chữa mắt ở trên bệnh viện mắt. Thì coi như là mắt vợ con thì bị như là đục tinh thủy, đục tinh thể, coi như là thường mà nước không mổ được. Và đã uống thuốc từ hồi đó cho đến nay là 11 năm. Và coi như là lại bị u sơ lang, đã mổ như thế là bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy, hai bệnh viện hợp tác vào chữa như là tim. Bệnh viện Chợ Rẫy thì chữa tim, sau đó bệnh viện Từ Dũ thì mổ. Nhưng bác sĩ nói là từ khi tiếp quản Từ Dũ cho đến nay thì bà này là người thứ hai thì gọi con vào hội chuẩn để các bác sĩ mổ. Nhưng các bác sĩ nói là không chắc ăn. Thì con rất là lo, nhưng mà con tin thác vào Chúa là vợ con rất là thuộc kinh. Vợ con rất là gì? Thuộc kinh ạ. Dạ, rất thuộc kinh, mà con tin tưởng vợ con. Và con thì không biết đâu con cầu nguyện đến đó, còn vợ con thì lúc nào cũng cầu nguyện. Cho nên là Chúa ở trong vợ con thì cũng gìn giữ, cho nên là cái ca mổ của vợ con là bác sĩ Lê Thủy và bác sĩ Hải là phó giám đốc. Thì hai người là mổ cho vợ con rất nhanh. Đấy, nhưng mà sau khi ra vòng hồi sức thì nằm 3 ngày 3 đêm mới ra được. Khi ra ngoài được rồi thì cấp cứu mất 3 lần, truyền hết 3 lít máu và đã chết lâm sàng là 3 lần. Nhưng mà cũng nhờ bác sĩ ở bên Chợ Rẫy sang nữa để hợp tác. Rồi sau đó là đưa nhà con về bên Chợ Rẫy chữa. Nhưng mà cũng không khỏi được, gọi là cũng cầm cự vậy thôi. Cho nên vợ con uống thuốc là mười mấy năm nay rồi, cho nên là người nhà con thì nó cũng không được như người ta. Rồi sau đó em bị ảnh hưởng tiểu đường, này tiểu đường, rồi bị cách đây là 5 năm thì lại bệnh tai biến. Tai biến thì vợ con là giai đoạn cuối rồi đó, nhưng mà vợ con lên giáo điểm tin mừng này có một lần là khỏi được bệnh tai biến, và đi lần thứ ba là khỏi được bệnh tim, bệnh tiểu đường. Và Chúa đã cho vợ con mắt sáng ra. Hiện nay nhà con có ở đây. Người nào ở trong cộng đoàn mà còn nghi ngờ thì cứ nên nhìn thực tế vào mắt vợ con. Hiện nay là còn cường nữa hay không? Thì hôm nay là nhờ sự như là Chúa giáo thương đã chữa chữa bệnh cho vợ con. Một cái máy nằm trong bài đạo là một chút thương xót nhé. Rồi, anh chị dắt tay nhau về phía xuống. Dắt tay nhau xuống, dắt nhau. Đấy, vượt quá. Như vậy, chúng ta lại chơi gái. Bây giờ có tình yêu luôn. Lâu lại tình ái. Rất là dễ thương. Tại vì nếu có những người chồng mà gặp người vợ mà vệ mười mấy năm như vậy, có mấy người còn trung thành, có mấy người còn trung thủy với vợ mình, vừa đã bệnh tim như vậy hết đường cứu chữa, rồi lại bệnh tiểu đường, rồi lại tai biến, ba căn bệnh kéo dài như vậy mà người chồng cứ kiên trì dẫn vợ mình đi lên tận đây cầu nguyện. Cả hai vợ chồng đều mắc những căn bệnh mà thiên chi em với khả năng của gia đình làm sao mà chịu nổi. Cứ nghĩ đi, một căn bệnh đã đủ tán gia tài sản rồi, thấy không? Một căn bệnh đã đủ bán nhà đi và chạy thuốc còn chưa xong, mà đây chồng căn bệnh như thế, những căn bệnh mà anh ấy kể, rồi tới vợ ba căn bệnh vừa tai biến vừa tiểu đường vừa tim mà đi đến mức độ mà không còn cách nào nữa, thì đương nhiên sự hiện diện mấy người còn bỏ tôi là còn mắt nữa, cửa mắt nữa, thời chèn đó thì những nghĩ thử quanh. Nghĩ về con một người như thế thì đương nhiên cái thân hình của trí là phải như vậy, đã là phúc đức lắm rồi, ơn phúc của Thiên Chúa bạn nhiều lắm rồi. Mời chị áo dài này, lâu lâu có người áo dài đến giáo điểm mình, mời lên để chia sẻ về quay với người mẫu sang trong nhà
thờ của cha chẳng thiết ai có áo dài bảo có áo là may rồi, nghèo gần chết có áo mặc cha thân là tốt rồi, áo dài áo ngắn cũng là áo, mà cái áo mà chúng tôi mặc nó không bao giờ rách, không bao giờ sờn, không bao giờ phai màu, là cái áo lòng thương xót. Có cái áo lòng thương xót đó rồi thì chả cần cái gì trên trần gian này. Còn con đứng bên này, con đứng bên này. Con làm ba cái áo hơn 88 tuổi, 87 tuổi ở Chú Trại Mới. Con ở miền Bắc, ông ở Chú Trại Mới. Con đi bắt năm 2000 đến người thì con bị bệnh tim, bệnh toa tim, bệnh thở văn tim, bệnh toa tim toa động mạch chủ tắc, rồi đau cột sống, thay hoa cột sống. Trong lúc đó thì cái năm 2010, một thì là con đi nghiệm cấp cứu ở bên viện Thanh Môn, xong rồi thì là tôi sẽ khám cho con thì lại sang bệnh viện Việt Đức. Thăm lên bệnh viện Đức thì lúc đó là cha mình ở nhà thờ thấy à. Bây giờ rồi, bây giờ bệnh tình bà rồi sao rồi, bây giờ thì như thế nào với tất cả những căn bệnh đó, bây giờ chú bàn cho bà như thế nào? Thế là con coi như là con với các quan cháu con là cái khấn công đoàn chứng soát ở Thanh Hóa. Thế là con lên bà mổ thì chào kéo lại gần mình rồi. Thế là chỉ là chỉ còn có phần chết thôi. Bà dễ thương không? Bà xúc động, lau giọt nước mắt. Xúc động vì thấy rằng từ mình đã chết mà nay bà còn sống, mà sống mạnh, sống khỏe để đến đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xong rồi con đây mà mổ thì 50-50 là nó mổ, là nó bỏ con chết. Thế con bảo thôi giờ con hơn 80 rồi, con chẳng sống được, con mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Thế thì con chỉ có tha thiết rồi lạy Chúa, tôi xin Chúa cứu con đây, cho con nhà nghèo cũng còn cái gì mà lên bệnh mổ là nào bệnh án là 140 triệu, là con nó đã ký rồi, là cháu con nó đã ký rồi, nhưng mà con bảo thôi bây giờ con lại cầu xin Chúa thôi chứ con không mổ. Thế là con về từ năm ấy đến giờ là Chúa chữa cho con là khỏi. Thế đó. Bây giờ là con nghe đài của cha, một em con ở Thanh Hóa nó gửi cho con 4 cái đài mang cha. Thế mà con cứ đi con giao treo hết mọi người, con lắp đài trong con cứ nghe là trai đảng đến đâu con nghe là con cứ thế con mang đi, con đưa cho hết mọi người. Thế là người ta cứ tú lên con à, con đi, con cứ đi càng ngày càng khỏe ra. Thế thì là con cứ bảo là thôi chú bác nói cho con thế này là con khỏe lắm, từ hôm con đi ra làm đạo tin mừng đến nay là con cứ càng ngày con khỏe ra, mà con ăn ngày con đi cầu xin Chúa thân cho bắt rồi con bảo hộ cho cô, rồi con đi khắp mọi nơi, nhưng mà đến nay con là con khỏe, con ước cao là con chỉ mong cha lắm con Chúa, từ hôm mà con nghe đài giờ con chỉ mong con là con đến để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để cho con được gì với là con cầu xin cho gia đình nhà con đây kia bốn con các con này là con với cháu con đây là đưa con bảo con là đưa đến cha để cha ấp tôn mẹ và Chúa, con đến nay con sống thế này là con tạ ơn Chúa mà mẹ. Thời bà như rau rêu rau rêu lòng thương xót Chúa. Có phải cái này không? Có phải cái này này không? Cái này con không biết gì đâu, con là lúc mộ con chả biết gì đâu, con cứ gì đừng lắm, con cứ đến nhà con mang đến con nghe, người ta nghe thấy là người ta bảo con là biết lắm,
thế là quần này đi quần nhá, cái này sang thế này phải đơn đi ạ. Thế là vừa rồi người ta lắp tất cả coi như là bỏ, mang đi cho con là mang để xin trà khấn cầu nguyện cho cả chứ. Còn trước đây là công đoàn dân soát là đi, nhưng mà từ hôm mà con mang cái này, thế là họ cứ đi họ theo con là họ bảo là bà như thế là bà ấy được ơn thế thì coi như là từ hôm ấy nay là đông. Thế mà con đến đây, con thấy cái này là con phấn khởi lắm. Con đứng năm giờ con ở đây để con đi cầu xin mà con giáo con nó bảo là bà đi thì bà ốm, nhưng mà bảo đã không chúa. Ta coi con chúa gì nữa mà con đi bốn lần mới đến đây, nào là ba lần ô tô, một lần máy bay, con cho con như thế này nhưng mà ông ba để che con, còn không vượt để thờ mà còn vẫn từng qua này con vẫn khỏe, còn không còn từ cố gắng còn gì, còn không qua tiếp sự gì. Vậy ba lần ô tô, một lần máy bay đến đây. Không có tiếc sót sự gì cả và cứ đi đâu đều lòng từ cho Chúa. Bây giờ bà thu cần bao nhiêu cái máy này và cũng muốn? Là con cũng mới hiểu. Con bảo là con sống được như thế này là con bớt nhá. Con không đi, con ăn uống là con chỉ ăn uống mỗi bữa mà đứng bên tôm để con cầm xác con để con gói cái đồng lứa con đi con lắm đàn cho bà hết. Con mua cả lý bác cả chứ con mua để con để con mang về con biếu họ chứ họ đến là họ cứ báo với con rằng bà đi thì bà để mà bà không biết bà có khỏe hay không, nhưng mà con là chúa thì con tin tưởng không biết. Bây giờ bà muốn tặng cho bà bao nhiêu cái đàn này để bà đi đâu lên lòng thương xót xuống còn muốn bao nhiêu cái? Lòng cha là con như là sứ con là có chín nấu đẻ. Thế mà bây giờ là con học ập cứ đến con học ập cứ hỏi con là bây giờ bà đi thì bà xin cho con xin nghĩa xin đại thì con chỉ biết là để bà muốn mấy cái vậy cha thì cha muốn cho con xin đại thì con là bao nhiêu vậy cha thì cha cho con đồng nào thì con về cho bác đưa cho nó ăn đủ. Bây giờ bà 10 cái bà có lấy không? Vâng. Bà lấy cho bà 10 cái nhé. Rồi, để cho gói cho bà 10 cái với lại 50 cái đĩa. 50 cái đĩa nhé. Vâng. 10 cái đài, 50 cái đĩa nhé. Vâng. Hôm nay là con có xin, con có chị Trang là con quá gọi là con quá kiến trúc. Con anh gọi là tổng lượng con có cha thì còn xin trai. Cha là ba cái con, những người còn khổ hơn con. Rồi, rất là xuống. Đây, cái máy này đây. Đây, 10 đài và 50 đĩa cho bà nhé. Bà cầm được không? Cho bà cầm cái này, bà cầm cái nào, bà cầm cái nổi nào. Bà cầm nổi không? Cầm nổi không? Hả? Không muốn cầm nổi. Sao bà lắp đi? Sao bà đi cầm? Bà đi bắt rồi, ta được. Đây, cha con, mày con đi nhỏ con còn đau lưng lắm. Vâng, rồi mời bà về chỗ, chị nhất bà về chỗ gì? Rồi. Rồi, rồi bà về chỗ, rồi mời bà. Đây cho thấy hình ảnh già không? Bà già 80 mấy mà vẫn sách đài đi rau rêu lộn thương xuất xuống. Tuyệt vời. Chúng ta đi rau rêu lộn cứu chuyện hết. Chúng ta đi bán chứng anh em mình bằng đủ và cứu chuyện hết. Chúng ta đi bán người khác được. Chúng ta đi bán người khác bằng đủ mọi thứ chuyện. Bán chuyện buôn chuyện đủ thứ hết. Chính lời nói của mình làm đại biết bao nhiêu anh em mình. Bán đứng những người anh em của mình. Bởi những chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, chuyện riêng tư, chuyện kín đáo, chuyện không cần nói, ta đi ta nói, ta rau rêu hết cho cả làng, cả xóm nghe. Bà già 87 tuổi mà bị bệnh tim như thế, 50 mà nghèo như thế, cũng khó như thế, mà còn bớt ăn, bớt mặc, bớt cái đồng lương hưu gì đó nghèo khó của bà, đồng lương của những người già.
phải không? Rồi bạn bớt cái đồng đó ra để mà dùng mua máy, rồi bạn nói bạn lắp ráp. Thôi mà các bạn không biết mua bạn lắp ráp. Bạn lắp ráp cái đài này, rồi đưa tặng cho người này, tặng cho người kia, rồi ta đến người ta xin bà gọi bà vào được Việt Nam để bà nhớ về có quà, có đĩa. Còn biết xài đĩa đây, nhưng mà cũng phải lừa cho anh chị em bây giờ 88 tuổi học lớp 1 nha. 87 tuổi học lớp 1 mà bệnh tim gần chết như vậy mà bây giờ trở thành một sứ giả loan truyền lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Và tạ ơn Chúa vô cùng. Vì đó, những người dân Do Thái ngày xưa họ đã được chứng kiến những điều hiện dấu lạ Chúa làm. Điều đến họ dự lễ, họ tin vào Chúa. Kêu đại đồ trưởng cận, sĩ quan cận vệ của nhà vua, Chúa nói, nếu họ không thấy điều hiện dấu lạ thì ông không tin. Ông đã thấy rõ, ông và cả nhà cùng tin. Tin rồi đi loan truyền, tin rồi đi loan báo, tin rồi đi rao rêu. Lúc họ xem những người đến đây cũng vậy, đã nghe, đã thấy, đã cảm nghiệm, đã cảm nhận rồi, hãy trở về đi loan truyền, loan báo cho mọi người. Vì Thiên Chúa vui thích ở giữa chúng ta. Đức Giê-xu nói với Thánh nữ Faustina rằng, ta vui mừng, ta rất vui khi nhiều người biết đến lòng thương xót của ta. Ta mong ước cho cả thế giới này trước khi ngày ta đến lần thứ hai, thì mọi người đều được biết đến lòng thương xót của ta. Ai làm việc đó? Thưa anh chị em, một bà già 87 tuổi, bệnh tim gần chết, với đồng lương còn gói của mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Hơn thế nữa, con còn bớt ăn bớt mặc ngửa trang để làm việc bác ái trong mùa chay này, hỡi những người khỏe, hỡi những người trẻ, hỡi những người giàu có, hỡi những người đang hưởng biết bao nhiêu ơn phúc của Chúa. Nhìn vậy, một bà già 87 tuổi nghèo khổ học lớp 1 đấy, đồng lương còng cõi đấy, vất vả lặn lội từ mảnh thân hóa bị bắt vào đấy mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa đó. Còn chúng ta thì sao? Đang làm gì để loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người